Sách Habacuc chương 1. Này là gánh nặng mà đấng tiên tri Habacuc đã xem thấy. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi kêu vang mà Ngài không nghe tôi cho đến chừng nào? Tôi vì cớ sự bạo ngược kêu vang cùng Ngài mà Ngài chẳng khứng giải cứu tôi. Nhưng sao Chúa khiến tôi thấy sự gian ác và Ngài nhìn xem sự ngang trái? Sự tàn hại bạo ngược ở trước mặt tôi, sự tranh đấu cãi lẫy dấy lên. Vậy nên luật pháp không quyền, sự chính trực không hề tỏ ra. Kẻ hung ác vây chung quanh người công bình, vì cớ đó sự xét đoán ra trái ngược. Hãy nhìn trong các nước và xem, hãy lấy làm lạ và sững sờ. Vì ta đang làm ra trong ngày các ngươi một việc, mà dầu có ai thuật lại cho các ngươi cũng không tin. Này, ta khiến người canh đê dấy lên, nó là một dân dữ tợn lung lăng, hay đi khắp đất đặng chiếm lấy những chỗ ở không thuộc về mình. Nó thật là đáng sợ và đáng ghê, oai nghi và sự phán xét của nó đều là từ nó mà đến. Những ngựa nó nhậm lẹ hơn con beo và hung hơn muôn sói ban đêm. Những lính kỵ nó tràn khắp đây đó, những lính kỵ nó đến từ phương xa, chúng nó bay như chim ưng lẹ, nôn nã kiếm ăn. Cả dân ấy đến đặng làm sự bạo ngược, chúng nó mạnh dạn đi thẳng tới và dồn phu tù lại như cát. Nó nhạo cười các vua, chế bán các quan trưởng và chê cười mỗi đồn lũy, nó đắp lũy rồi chiếm lấy. Bây giờ nó sẽ sấn tới như gió thổi qua, vì nó lấy sức mạnh mình làm thần mình nên phạm tội trọng. Hỡi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi, đấng thánh của tôi, Ngài há chẳng phải là từ đời đời vô cùng sao? Vậy chúng tôi sẽ không chết. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài đã lập dân này đặng làm sự xét đoán của Ngài. Hỡi vần đá, Ngài đã đặt nó đặng làm sự sửa phạt. Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Sao Ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá? Khi kẻ dữ nuốt người công bình hơn nó, sao Ngài nín lặng đi? Sao Ngài khiến loài người như cá biển và như loài côn trùng vô chủ? Nó đã dùng lưỡi câu móc lấy cả, thâu góp trong chài mình và nhóm lại trong lưới mình. Vậy nên nó vui mừng và lấy làm thích. Vì cớ đó, nó dâng tế cho lưới, đốt hương cho chài. Bởi chưng nó nhờ đó mà được phần béo tốt và của ăn dư dật. Có lẽ nào, nó cứ đổ lý mình ra, đặng làm sự giết lát các dân không hề thôi sao? Chương 2. Ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chân nơi đồn lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì, và ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta. Đức Giê-hô-va đáp lại cùng ta mà rằng, ngươi khá chép lấy sự hiện thấy và rõ rệt nó ra trên bảng, hầu cho người đang chạy đọc được. Vì sự hiện thấy còn phải ứng nghiệm trong kỳ nhất định, sau cùng nó sẽ kiếp đến, không phỉnh dối đâu. Nếu nó chậm trễ, ngươi hãy đợi, bởi nó chắc sẽ đến không chậm trễ. Này, lòng người kiêu ngạo không có sự ngay thẳng trong nó, song người công bình thì sống bởi đức tin mình. Nó ghiền rượu, làm sự dối trá, kiêu ngạo và chẳng ở yên chỗ mình. Mở rộng lòng ham mê nó như âm phủ, như sự chết chẳng được no chán. Nó thâu góp mọi nước và hội hiệp mọi dân cho mình. Chớ thì, những kẻ đó há chẳng lấy thí dụ nhạo cười nó, lấy lời kín biếm nhẹ nó mà rằng, khốn thay cho kẻ nhóm góp của chẳng thuộc về mình. Nó gánh vác của cầm rất nặng cho đến chừng nào? Há chẳng sẽ có kẻ vuột dấy lên đặng cắn ngươi sao? Kẻ đuổi bắt ngươi há chẳng tỉnh thức sao? Ngươi sẽ bị nó cướp bóc. Vì ngươi đã cướp nhiều nước, thì cả phần sót lại của các dân sẽ cướp ngươi. Vì cớ huyết người ta, vì sự bạo ngược làm ra cho đất, cho thành, và cho hết thảy dân cư nó. Khốn thay cho kẻ tìm lợi bất nghĩa cho nhà mình, để lót ổ mình trong nơi cao, để được cứu khỏi tay hung ác. Ngươi đã dùng mưu xấu hổ cho nhà mình mà diệt nhiều dân tộc. Ngươi đã phạm tội nghịch cùng linh hồn ngươi. Vì đá trong vách sẽ kêu lên, giường trên mái sẽ đáp lại.
Khốn thay cho kẻ lấy huyết dựng ấp và lấy sự gian ác xây thành. Phải, ấy há chẳng phải bởi Đức Giê-hô-va vạn quân mà các dân làm việc cho lửa và các nước nhọc nhằn cho sự hư không hay sao? Vì sự nhận biết vinh quang Đức Giê-hô-va sẽ đầy dẫy khắp đất như nước đầy tràn biển. Khốn thay cho kẻ pha đồ độc cho người lân cận mình uống, làm cho nó say, đặng xem sự lõa lồ nó. Ngươi đầy sự sỉ nhục mà chẳng đầy sự vinh hiển. Ngươi cũng hãy uống đi và làm như người chưa chịu phép cắt bì. Chén của Đức Giê-hô-va cầm trong tay hữu sẽ đến phiên trao cho ngươi, và sự nhuốc nha sẽ đổ ra trên sự vinh hiển ngươi. Vì sự bạo ngược đã làm ra cho Li-ban sẽ che phủ ngươi, và sự tàn hại các loài thú làm cho nó kinh sợ. Lại vì cớ huyết người ta, vì sự bạo ngược làm ra cho đất, cho thành và cho hết thảy dân cư nó. Tượng chạm mà thợ đã chạm ra có ích gì cho nó chăng? Tượng đúc là thầy giả dối thì có ích gì mà người thợ làm thần tượng câm ấy lại tin cậy nơi việc mình làm ra? Khốn thay cho kẻ nói với gỗ rằng hãy tỉnh thức và với đá câm rằng hãy trỗi dậy. Nó có dạy dỗ được chăng? Này, nó là bọc vàng và bạc, song chẳng có một chút hơi thở nào ở giữa nó. Nhưng Đức Giê-hô-va ở trong đền thánh của Ngài. Trước mặt Ngài, cả đất hãy làm thinh. Chương 3. Lời cầu nguyện của đấng tiên tri Habacuc về thể thi ca. Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi đã nghe danh tiếng Ngài thì tôi sợ hãi. Hỡi Đức Giê-hô-va, xin Ngài lại khiến công việc Ngài dấy lên giữa các năm, tỏ ra cho biết giữa các năm. Khi Ngài đang giận, xin hãy nhớ lại sự thương xót. Đức Chúa Trời đến từ Thê Mang, Đấng Thánh đến từ núi Pha-ran. Vinh hiển Ngài bao phủ các tầng trời, đất đầy sự khen ngợi Ngài. Sự chói rạng của Ngài như ánh sáng, những tia sáng ra từ tay Ngài, quyền năng Ngài giấu trong nơi đó. Ôn dịch đi trước mặt Ngài, tên lửa ra nơi chân Ngài. Ngài đứng và đo đất, Ngài nhìn xem làm tan tác các dân tộc. Các núi hằng còn đều tan nát, các đồi đời đời đều quỳ xuống, các đường lối Ngài giống như thuở xưa. Ta thấy những trại của Cushan bị hoạn nạn, những màn chán của đất Madian lung lay. Có phải Đức Giê-hô-va nổi giận nghịch cùng các sông chăng? Cơn giận Ngài có phải nổi lên nghịch cùng các sông chăng? Có phải sự thạnh nộ Ngài nổi lên nghịch cùng biển khi Ngài cưỡi ngựa cưỡi xe đặng giải cứu chăng? Cung Ngài ra khỏi bao, lời thề cùng các chi phái là lời chắc chắn. Ngài phân rẽ đất làm cho sông chảy ra. Các núi thấy Ngài thì đều sợ hãi. Các dòng nước chảy mạnh, vực sâu vang tiếng, rún biển giơ tay lên cao. Mặt trời mặt trăng dừng lại trong nơi ở nó vì cớ bóng sáng của những tên Ngài và chớp nhán của gươm giáo Ngài chiếu ra. Ngài nổi giận bước qua đất và đang cơn thịnh nộ dày đạp các dân tộc. Ngài đi ra đặng cứu dân mình, đi ra đặng cứu đấng chịu sức dầu của mình. Ngài đánh thương đầu kẻ ác, phá nhà nó, làm trần trụi nền nó cho đến cổ. Ngài lấy giáo nó đâm đầu lính chiến nó. Chúng nó đến như trận bão đặng làm tan tác tôi. Chúng nó vui thích như nuốt kẻ bần cùng cách kín dấu. Ngài cởi ngựa đạp trên biển, trong đống nước lớn. Tôi đã nghe, thì thân thể tôi run rẩy. Nghe tiếng Ngài thì môi tôi rung động. Sự mục nát nhập vào xương tôi, và tôi run rẩy trong chỗ tôi. Vì tôi phải nín lặng để chờ ngày hoạn nạn, là ngày có dân đến xâm chiếm chúng tôi. Vì dầu cây vả sẽ không nứt lọc nữa, và sẽ không có trái trên những cây nho. Cây olive không sinh sản và chẳng có ruộng nào sinh ra đồ ăn. Bầy chiên sẽ bị dứt khỏi ràng và không có bầy bò trong chuồng nữa. Dầu vậy, tôi sẽ vui mừng trong Đức Giê-hô-va. Tôi sẽ hớn hở trong Đức Chúa Trời của sự cứu rỗi tôi. Đức Giê-hô-va là Chúa, là sức mạnh của tôi. Ngài làm cho chân tôi giống như chân con hươu, khiến tôi đi trên các nơi cao của mình.